Ukraine để áp dụng cho Việt Nam. Ừ. Quý vị thấy là Ukraine, Nga nói cái gì? Nga nói Ukraine là một phần đất lịch sử của Nga. Quý vị nhớ không? Nó nói là cái này Ukraine đã từng là một phần của Nga. Thì nếu áp dụng cho cái Việt Nam thì Trung Cộng nó cũng nói trong lịch sử bao nhiêu năm, mấy ngàn năm Việt Nam là một phần của Trung Cộng, của Trung Hoa. Thì quý vị thấy đó, nó có nhiều cái chuyện đó mà Trung Cộng nó sẽ rút tỉa từ cái chiến tranh Nga Ukraine để áp dụng, không phải cho Đài Loan, Việt Nam, tại vì đụng tới Đài Loan rồi đụng tới Hoa Kỳ. Cho nên đó, nếu mà chúng ta muốn tránh cho đất nước của chúng ta đó, một cái gọi là thảm họa, thì tôi lặp đi lặp lại hoài, chúng ta có cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa là một cái giải pháp mà nó có thể hàn gắn dân tộc, nó có thể tránh một cái chiến tranh. Anh em chúng tôi làm ở đây đó, không phải để cho anh em chúng tôi, là chúng tôi sống ở một cái nước an bình, chúng tôi lo đó là cho dân tộc. Là tại vì đó, nếu có đụng độ đó, vũ khí hạt nhân tactical, tức là hạn chế đó, sẽ được dùng. Mà quý vị cứ tưởng tượng mà nó quăng vài cái bom nguyên tử nhỏ đi trong cái nồi cơm của chúng ta ở Biển Đông, thì làm sao mà con tôm cá của chúng ta có thể dùng được trong mấy chục năm trời. Và đó, con cháu của mấy Việt Cộng nó đi hết rồi, nó đi ra ngoài này, nó mua nhà mua cửa, nó đóng hết, chỉ có con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của những người dân thường phải đã đổ máu. Quý vị thấy không, Ukraine nó có thể thắng, Ukraine cầm chân Nga được, mà quý vị thấy không, cái đất nước Ukraine nó ra sao, tan nát. Tây phương dạy một bài học cho Nga bằng cách dùng máu của Ukraine, họ sẽ đánh Nga tới người Ukraine cuối cùng. Và đó, cái chuyện đó cũng sẽ xảy ra, là đó, Tây phương sẽ đánh Trung Cộng cho tới người Việt Nam cuối cùng. Cái đó không bao giờ chúng ta muốn nó xảy ra cho đất nước của chúng ta. Mà muốn tránh thì phải làm gì? Phải dùng cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Mọi người phải ngồi lại trong lúc đàm phán, lúc mà gây gỗ, cái cãi lộn này kia, nó tránh được cái chiến tranh. Có nhiều người hỏi tôi gì chứ, mà không phải hỏi thăm cái chủ đề mà tôi rất thích, mà anh Quý đã đặt ra hỏi chứ, bây giờ làm sao một cái nước yếu thế, một cái nước mạnh, mà tìm được cho mình một cái thế nào để mà củng cố cái sự độc lập, cái quyền tự quyết của mình. Tôi rất thích cái câu hỏi đó, là cái câu hỏi đó tôi suy nghĩ hoài, và tôi đưa ra trong trường hợp của Việt Nam. Tôi không dám nói cái giải pháp này dùng cho được trong tất cả những cái nước yếu mà nó sống phải sống kế một cái nước mạnh, cái đó tôi không dám nói. Nhưng mà tôi đọc lịch sử Việt Nam và tôi suy nghĩ hoài bây giờ phải làm gì, thì tôi xin đưa ra cho quý vị để trả lời câu hỏi đó: làm sao Việt Nam có thể củng cố cái độc lập của mình và cái quyền tự quyết của mình, khi chúng ta đó không thể dời nước Việt Nam ra khỏi cái địa dư hiện giờ. Chúng ta phải sống kế một anh khổng lồ mà luôn luôn tìm cách khống chế chúng ta. Thì đây là cái gì mà tôi suy nghĩ, tôi không biết tôi trúng hay sai, nhưng mà đây là cái gì tôi suy nghĩ và tôi đưa ra để chúng ta cùng bàn luận. Có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chúng ta phải dùng giải pháp Việt Nam Cộng Hòa để lấy lại Việt Nam Cộng Hòa. Lấy lại Việt Nam Cộng Hòa để làm gì? Để có một tổng tuyển cử. Tức là dùng cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện, Việt Nam Cộng Hòa tái hợp hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam, chiếu theo cái kết ước của hội nghị quốc tế. Rồi đó, dựa theo cái điều 7 đó, chúng ta vận động để mà có một cuộc hội nghị. Khi có cái cuộc hội nghị được tái hợp, chúng ta đòi hỏi bầu cử tự do và chúng ta đòi Hoàng Sa Trường Sa. Tại vì trong cái hội nghị đó, Cộng sản Việt Nam sẽ có mặt và Trung Cộng sẽ có mặt. Khi chúng ta làm được cái chuyện đó, nếu mà chúng ta thành công, thì chúng ta đó sẽ có một cái cách để dân chủ hóa xã hội. Rồi chúng ta đi từ từ đến cái vấn đề thống nhất đất nước một cách hòa bình. Thì lúc đó là chúng ta sẽ có phương tiện để mà tái thiết đất nước. Cái thể chế mà tôi thường mơ ước, tôi nói với quý vị hoài, là cái thể chế liên bang. Và lúc đó nếu chúng ta đòi được Hoàng Sa Trường Sa, chúng ta có cái mỏ dầu mà Trung Cộng ước tính là 205 tỷ thùng dầu, thì với cái số tiền đó chúng ta sẽ có thể kiến thiết đất nước. Đó là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ nhì, lúc đó chúng ta sẽ giữ vững cái niềm tin cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng ta cho họ thấy rằng cái đất nước Việt Nam của chúng ta đang trên đường phồn thịnh trở lại. Chúng ta gây lại cái niềm tin cho những người mà họ vì cộng sản họ phải rời đất nước. Thì quý vị cứ tưởng tượng như cái số mà những người Việt Nam ở trên thế giới này, mà ước tính khoảng 4-5 triệu người, mà trong đó có rất nhiều chuyên gia và những người thành công, thì những cái người đó sẽ giúp cho Việt Nam có một cái vị thế trên chính trường quốc tế. Trong cái thời gian đó, nó có những cái thế hệ của người Việt được sanh ra ở những cái nước như Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì đó, nếu mà chúng ta có những người bắt đầu như anh Hải, bắt đầu như là ông đại tá Trần Hùng, không phải phải Trần Hùng, có một cái Cao ông khác cao 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 hùng cao hùng hùng cao đó, rồi đó, chúng ta có những cái thế hệ đó, nó mở đường cho những cái thế hệ trẻ hơn sanh ở tại bên Mỹ.
những người đó sẽ có thể trở thành một ngày nào tổng thống Hoa Kỳ. Thì lúc đó là quý vị cứ tưởng tượng Việt Nam bừng sống dậy và có một đồng minh rất là mạnh do một ông tổng thống gốc Việt, thì quý vị nghĩ rằng á, lúc đó Trung Cộng có dám rớt Việt Nam không? Cái bài học đó tôi học đối với Gia Na Đại. Quý vị biết tại sao mà Gia Na Đại tự nhiên trong cái chiến tranh giữa Ukraine và Nga mà Canada dám lấy những cái quyết định rất là quan trọng? Ông Thủ tướng Trudeau của Canada dám đi vận động để mà có những cái hình phạt rất là nặng nề cho Nga. Quý vị biết tại sao? Là nhờ cái bà phó thủ tướng của ông là bà Freeland. Cái bà Freeland đó, mẹ của bà là người Ukraine. Thành ra bà đó là một cái người rất là mạnh mẽ trong cái nội các của ông Trudeau. Và bà là cái người đẩy ông Trudeau làm những cái chuyện này. Thì quý vị cứ tưởng tượng nếu mà chúng ta đó có những cái ảnh hưởng như vậy ở Hoa Kỳ, thì đất nước Việt Nam của chúng ta đó sẽ có an ninh. Chúng ta có một vị thế thì chúng ta sẽ có an ninh. Lẽ dĩ nhiên cái chương trình này không phải trong 10 năm, mà nó phải vài chục năm để chúng ta mới có thể đạt được cái giấc mơ đó. Đó là cái gì mà tôi muốn trả lời cho cái câu hỏi của anh, là của anh Huy. Dạ, tôi xin chấm dứt. Cảm ơn. Xin Dạ, nhắc cảm ơn luật sư quên một chuyện. Tiền nó rất là quan trọng. Đồng minh rất là quan trọng. Hiện tại cái lực lượng người Việt ở hải ngoại đang là đồng minh vô điều kiện của người dân Việt Nam. Chúng ta không phải đồng minh của Đảng Cộng sản Tàu, không phải là đồng minh của Việt Cộng, nhưng chúng ta đồng minh của người dân Việt Nam. Chúng tôi có cái gì để làm đồng minh với người dân Việt Nam? Hiện tại chúng ta gửi tiền về nhà tối thiểu thôi, tức là để thân nhân chúng ta sống sót thôi. Chúng ta đa số chúng ta không có ai đầu tư ở Việt Nam đó, tại đầu tư đó bị nó mổ nó lấy hết đó, như mấy cái đại gia bên Việt Nam đang bị đó. Mà cái tối thiểu đó là đã là cái gì, 18.5 tỷ mỗi năm. đó Thì không? nếu nếu Việt Nam thay đổi mà chúng ta viện trợ thả vàng vô điều kiện, thì cái số tiền đó tôi tưởng tượng nó có thể lên đến 50 tỷ một năm. Chưa kể nếu Việt Nam thay đổi thì tất cả mọi người dân đều có thể đi làm ở khắp thế giới để mà gửi tiền về giúp ở nhà. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, nhớ luật sư nhớ không, mấy hôm nay đánh như vậy đó, nó nói đó, cái số tiền mà phải bồi thường để mà xây dựng lại Ukraine đó, nó tính Hai sơ trăm là năm chục 100 tỷ. tỷ Ban hai đầu trăm nó năm nói năm 100 trăm tỷ, hai đánh chục vài tỷ ngày xin nó lỗi nói 250 tỷ, bây giờ đánh thêm tới mà không năm còn trăm cái hai gì chục mà còn đứng nữa thì nó 500 tỷ. Nó nói là tính gọn là lấy tiền của Nga, tính lấy tiền của Nga để tái thiết cái đó, tại vì đang giam tiền của Nga cũng cỡ khoảng đó. Thì chúng ta tưởng tượng nếu Việt Nam mỗi năm được viện trợ 50 tỷ vô điều kiện, trong vòng 10 năm có phải chúng ta được 500 tỷ không? Thành ra đồng bào trong nước đang có một cái đồng minh vô cùng quý giá là chúng tôi ở hải ngoại viện trợ vô điều kiện, thì cái điều đó khiến cho đất nước chúng ta có thể trở thành hùng mạnh. Đó là nhưng cái mà điều phải mà muốn nhắc luật sư, phải phải Việt đuổi Nam cộng cộng hòa sản mới đi được, chứ, phải đuổi phải cộng đâu sản đi ngay chứ, đâu từ có xài bậy gì sao. đâu có điên gì gửi cho cộng sản mà nhiều như Mà vậy, nên anh gửi về mà cộng sản còn đó thì nó nó đem tham tiền nó nhũng đi giấu chỗ khác đó. nữa. Bởi vì mới nói là chúng ta là đồng minh của người dân Việt Nam chứ không phải là đồng minh của Việt Cộng. Chúng ta không có đưa tiền cho Việt Cộng ăn hay là để cho nó tham nhũng. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta phải trở về cái Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, cảm ơn anh Đạo, cảm ơn anh Thọ những cái phân tích của anh, và đặc biệt tôi cũng rất là thích cái ý tưởng, hoàn toàn đồng cái ý tưởng với anh, là tôi thích một cái thể chế liên bang trong cái tinh thần chung là làm sao để có một quốc gia Việt Nam Cộng hòa hùng mạnh á, thì tôi thích đó là một quốc gia liên bang. Một quốc gia liên bang theo mô hình của Hoa Kỳ thì rõ ràng là nó là mô hình thành công nhất mà loài người từng xây dựng được cho tới thời điểm này, mặc dù nó đang đánh bị đánh từ bên trong, mặc dù nó đang đối mặt với những cái thách thức rất là lớn, nhưng mà trong lịch sử thì các anh chị thấy mỗi một lần mà Hoa Kỳ nó bị đánh, nó bị tấn công á, tức là mỗi lần nó bị thương á, thì nó sẽ có cách để tự chữa lành vết thương của nó. Cái hệ thống của Hoa Kỳ á, nó chữa bệnh vết thương xong á, thì nó hồi phục nó còn mạnh hơn lúc trước. Tức là các anh chị cứ lấy lần nào mà nó bị đánh là sau đó nó sẽ mạnh lên, lần nào nó bị đánh sau đó sẽ mạnh hơn. Thì lần này á, Tàu và Liên minh Quốc tế Cộng sản đang đánh nó, thì tôi hy vọng là sau đó chúng ta sẽ không còn thấy thằng Cộng sản nào trên thế giới này. Đây là một trong những cái bài học lịch sử của Hoa Kỳ mà tôi rất là hứng thú để chờ đợi điều này. À, quay trở lại với chị Pháo Lan Nguyệt. Okay.